Thế theo yêu cầu của một số đồng chí, mình giới thiệu ngay và luôn những cuộn băng cụ tổ Maxen UD2. Những cuộn băng này khi mình mua về có sẵn chương trình là nhạc vàng rồi. Đấy, thế còn những cái cuộn băng mà tiếng Tây, rồi là chương trình Đạo và Đời, rồi những cái cuộn băng tiếng Hoa thì mình để coi như thế là xem có ai mua không. Nếu không mua thì mình xóa đi thì mình thâu chương trình mới. Còn những cái cuộn băng này là có sẵn chương trình rồi. Những cuộn băng cụ tổ Maxen UD2 có sẵn chương trình. Người ta thâu từ năm 1900 ngày ấy. Thì mình bán 60.000 đồng một cuộn, không bao gồm phí ship vận chuyển. Một mức thóc rẻ nhất quả đất. Cái băng này không nhận diện được ca sĩ hát. Không nhận diện được ca sĩ hát. Không nhận diện được. Thế nhưng mà hát lời Việt nha. Đó, bằng tiếng Việt. Một cuộn này. Cuộn này cuộn thứ hai. Vỏ này, cái vỏ này để đến nó linh tinh đấy, chứ không phải của Tuấn Vũ đâu. Cái này Thanh Tuyền. Này, ca sĩ Thanh Tuyền. Thanh Tuyền. Đấy. Này cái chương trình nó có cái list nhạc của nó đấy, thế nhưng mà cái giấy nó bị thất lạc rồi, giấy nó bị thất lạc, có cái thì còn, có cái thì mất. Bữa trước lấy về xong rồi lại còn vệ sinh này, để nó lẫn lộn vào xong rồi chả biết cái nào vào với cái nào. Cuộn này là cuộn thứ ba. Cuộn này thì vẫn còn cả cái list nhạc này này. Đây. Đấy, Thanh Tuyền này, Hương Lan này, Duy Khánh này. Có nhiều ca sĩ ở đây. Có nhiều ca sĩ ở đây. Nhạc tuyển Việt Nam này. Đấy. Nhận diện ra được ca sĩ Hương Lan, ghi luôn Hương Lan vào đây. Thanh Tuyền thì nhận diện được rồi. Đây. Cuộn này là cuộn thứ tư. Cuộn này là cuộn thứ tư. Đây, lít nhạc này. Cuộn này chả biết ca sĩ nào hát. À, dân ca ba miền, dân ca ba miền. Đây. Đấy, lít nhạc đấy. Cuộn này là cuộn thứ năm. Cuộn này cuộn thứ năm. Cuộn này cũng không nhận diện được ca sĩ hát. Thế nhưng mà nôm na ngắn gọn lại là hát bằng tiếng Việt. Hát bằng tiếng Việt. Còn những cái cuộn tiếng Tây thì mình bỏ ra rồi nhá. 1, 2, 3, 4, 5 cuộn. 5 cuộn này 60.000 đồng một cuộn. 5 cuộn là 300.000 đồng, không bao gồm phí ship vận chuyển nhá. Ở đây có một cái cuộn cụ tổ, thế nhưng mà lại bị cao nhân nào đổi ruột. Đây, bỏ đây tặng, có thượng đế nào lấy thì lấy nhá. Đổi ruột này, cái ruột này không phải ruột của cụ tổ đâu. Mà ruột không phải của cụ tổ thì thôi cũng khỏi phải bỏ vào đầu để thâu. Bỏ đây 6 cuốn 300.000 đồng, 5 cuốn này là bán, còn cuốn này tặng các thượng đế lấy thì lấy, không lấy thôi, không có vỏ nhá. Thôi thế thì mình dừng video ở đây, trân trọng cảm ơn, chia sẻ.